tiệc để chào đón giám đốc Việt Nêu Ngô Tông 2016. Nam em, chúng ta đang cùng chào đón đương kim Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long top 8 Miss Earth 2016, nam em. Xin được mời các fan chúng ta cùng vào em ạ. Buổi giao lưu của chúng ta sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Xin mời các vị khách mời cùng toàn thể quý khán giả chúng ta ổn định chỗ ngồi và chuyển điện thoại sang chế độ rung để buổi giao lưu xin phép được bắt đầu. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình sân khấu để theo dõi một đoạn clip ghi lại hành trình của nam em trong cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015. Ta chờ đợi ngàn năm như gió mây qua, những ao mộng dường như đã xa. Giờ đây phương hoa hồi sinh giữa tiếng khóc thầm, ta bừng lên giữa khó cho ta
nhắm mắt lại vẫn là vấn đề. Phượng hoàng lỡ vút bay chẳng màn gian qua quy nào, bây giờ đây sẽ ra đòi tha. Chào mừng các vị khách mời cùng toàn thể quý khán giả đang đến với buổi offline fan meeting Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long do công ty truyền thông giải trí Vietnew tổ chức. Và lời đầu tiên, cho phép Bích Ngọc xin được thay mặt ban tổ chức kính gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ và chứng kiến sự lên ngôi của cô sinh viên 19 tuổi Nguyễn Thị Lệ Nam Em.
Vượt qua 29 thí sinh với câu trả lời ứng xử xuất sắc đã giúp nam em mang về chiếc vương miện danh giá cho quê hương Tiền Giang. Sau 8 năm 2015-2023, cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long đã chính thức trở lại với tên gọi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long do công ty truyền thông giải trí Vietnew tổ chức. Và ngày hôm nay, với mong muốn giao lưu, chia sẻ những thông tin và ôn lại những kỷ niệm trước thềm diễn ra cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023, công ty truyền thông giải trí Vietnew hân hạnh tổ chức buổi offline fan meeting và rất vui vì nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo đài, sự hiện diện của các vị khách quý cũng như là sự có mặt của toàn thể quý khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu mến của tất cả quý vị. Và ngay trong khoảnh khắc này đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu và dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện của các nhân vật chính sẽ tham dự buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay. Xin được nồng nhiệt chào đón như là Hoa hậu Nam Em, chúng ta gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi trong khán phòng ngày hôm nay cũng như là quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long ạ. Mình kính chào quý khán giả và các anh chị em báo chí có mặt ngày hôm nay. Thì đầu năm mới thì mình chúc mọi người an khang, thịnh vượng và có nhiều gặt hái thành công trong năm 2023. Và một lần nữa mình cảm ơn fan cỏ của Nam Em đã ủng hộ và hành trình của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long năm nay. Xin được cảm ơn anh Ngô Anh Minh và xin mời Nam Em ạ. Nam Em có thể gửi những lời chúc đến tất cả quý khán giả nhân dịp đầu năm mới. Đầu năm 2023 Quý Mão thì chúc cho tất cả các bạn đều dễ thương như là con Quý Mão vậy đó. Và chúng ta sẽ có những cái thành công nhất định. Giống như Nam Em thì 8 năm về trước là một cô gái rất là phèn, không có biết gì về cách chăm sóc sắc đẹp cũng như là cách để giúp mình tỏa sáng. Thì 8 năm nay Nam Em ngồi ở đây với một vai trò rất mới và cũng lâu lắm rồi mới quay lại Cần Thơ. Thì thật sự cái cảm giác giống như là lúc đầu mình đang tham gia cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Thật sự thì lúc đó tham gia thì cũng không có nghĩ mình được giải gì đâu. Nhưng mà sau khi mà đăng quang và hành trình của Nam Em đi từ những cái chuỗi thanh xuân, từ sắc đẹp cho tới diễn xuất, cho tới ca hát, rồi lại quay lại sắc đẹp lần nữa, giống như là mình giống như con rắn được thay da. Thì mỗi lần thay da thì mình sẽ có một cái diện mạo mới. Và Nam Em hy vọng rằng là tất cả các fan của Nam Em cũng sẽ như vậy. Chúng ta trải qua những vấp ngã trong cuộc sống, chúng ta có những khó khăn, có những thăng trầm, nhưng chúng ta có quyền lột cái lớp vỏ cũ để thay cho mình một cái chiếc áo mới. Chúng ta đều có quyền được sống, được tự do và được theo đuổi ước mơ của mình. Và nếu như bạn nào còn đang e ngại hoặc là đang rất là gọi là không có be được do sao á, thì các bạn tự tin để đăng ký tham gia cuộc thi. Bởi vì nơi đây là nơi để chúng ta tìm được cái chân ái của đời mình. Và chúc cho cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long năm nay sẽ tìm ra được ứng cử viên sáng giá và đảm nhận được vai trò trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và với chính bản thân mình. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chúc của anh Ngô Anh Minh cũng như là Hoa hậu Nam Em gửi đến tất cả quý khán giả. Nam Em thân mến, thì trước thềm cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023, thì để ôn lại những cái kỷ niệm đẹp, những cái kỷ niệm đáng nhớ từ cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 mà Nam Em đã tham dự và đăng quang, thì bạn có thể chia sẻ những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà trong suốt cái hành trình bạn tham dự cuộc thi Hoa Khôi không? Thật ra thì cái này Nam Em có nói chuyện với dì Dung rồi. Thì lúc đó có nói là thật sự chỉ có tham gia Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long Nam Em mới thật sự được là chính mình. Thì Nam Em nói để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn, để sau này các bạn đi thi các bạn sẽ có một cái trải nghiệm tốt. Bởi vì Nam Em từng tham gia Hoa hậu Việt Nam, xong sau đó mới tham gia Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long.
Và mình cảm nhận thấy là mình chọn một cái chiếc áo nó vừa đủ với cái mong muốn của mình, cái mưu cầu của mình. Thì tự nhiên mình bước vào cuộc thi, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và thật sự là từng khoảnh khắc mà năm em tham gia, mình không còn nghĩ mình là thí sinh nữa, mình chỉ nghĩ là mình làm sao để mà thức dậy thật sớm để theo kịp cái lịch trình của cuộc thi. Bởi vì mỗi ngày mở mắt ra là thấy một cái gì đó rất là mới mẻ, rất là hay ho. Đó, thì các bạn cứ enjoy thôi, chứ bạn đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng. Khi mình đặt kỳ vọng nhiều quá, tự nhiên mình auto thất vọng. Mà thất vọng rồi thì khó làm lại, đứng dậy hơi lâu. Nên là mình hãy làm cái gì cũng vậy, đặt cái tâm mình vào và thoải mái, tự nhiên thành công nó tới thôi. Cái này là kinh nghiệm của năm em, chứ cũng không có phải là một cái bài học đạo đức nào đâu. Nên là hy vọng mọi người nếu mà thấy đúng thì mình ghi nhận, còn không có đúng thì cũng cho qua. Tại vì cá nhân năm em thì năm em theo đuổi cái con đường sự nghiệp của mình bằng cái phương pháp như vậy, nên mình chia sẻ. Cũng có thể là nhiều người người ta sẽ có một cái công thức khác nhau, nhưng mà quan trọng sống là phải thoải mái, phải được làm điều mình thích nha mọi người. Vậy thì qua lời của nam em chia sẻ thì nhân dịp cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 cũng đang đến gần, thì các bạn nữ, các bạn đang ở tuổi thanh xuân, tuổi đẹp của một người con gái, thì các bạn hãy mạnh dạn tự tin đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân của chính mình nhé. Và nam em ơi, với tư cách của một đương kim Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, thì khi mà bạn nghe cái thông tin là cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long sẽ quay trở lại sau 8 năm, thì với cương vị của một người đương nhiệm thì bạn đón nhận cái thông tin đó như thế nào? Mới đầu tưởng xạo chứ. Mới đầu không có nghĩ là sẽ tổ chức lại. Tại vì cũng khá lâu rồi không có một cái đương kim Hoa hậu nào mà đương nhiệm 8 năm trời, thì cũng không có nghĩ là sẽ tổ chức đâu. Nhưng mà sau đó thì biết thông tin chính thức từ chị Dung, từ anh Minh, thì lúc đó mới cảm thấy rằng là à, cũng tới cái ngày này rồi. Đời cũng lâu rồi đó. Cũng chờ tới cái ngày mà trao vương miện cho người kế nhiệm, để mình còn có một cái sứ mệnh mới. Nhưng mà mọi người biết không, thật ra thì đương kim Hoa hậu với tân Hoa hậu cũng khác gì nhiều. Khi các bạn đội lên cái đầu mình cái chiếc vương miện là giống như cái dòng kim cô vậy đó. Mình cũng phải làm sao để nó phù hợp với cái trọng trách của một người mà bao nhiêu cô gái không có thực hiện được, thì mình làm cái điều đó thay cho tất cả những người mà không làm được. Nên là em nghĩ đó là một sứ mệnh. Vì vậy nên là mấy bạn đi thi Hoa hậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ nha. Sức nặng của vương miện không hề nhẹ đâu nhé. Xin được cảm ơn nam em. Và đến với anh Ngô Anh Minh. Anh Ngô Anh Minh là giám đốc công ty truyền thông giải trí Việt News và cũng là trưởng ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Vậy thì anh Minh có thể chia sẻ cho Bích Ngọc cũng như là tất cả quý khán thính giả yêu mến cuộc thi được biết là cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh Minh mang cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long mà nay là Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long trở lại với những người yêu cái đẹp sau 8 năm không ạ? Minh cũng chia sẻ thì trước khi mà chuẩn bị tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2023 thì Minh đã từng tổ chức cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long. Thì Minh xuất thân từ con người miền Tây nên là Minh muốn phát triển miền Tây, đưa cái những cái giá trị văn hóa người miền Tây mình lên và tìm một người đẹp để gọi là đưa những văn hóa của hoặc là du lịch, quảng bá du lịch miền Tây mình lên cho cả nước và đặc biệt và muốn mở rộng hơn là ở quốc tế. Thì mình trao đổi với chị Dung trước khi mình tổ chức xong cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long á, mình trao đổi với chị Dung là chị ơi, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã mấy năm chưa tổ chức trở lại, nên là em muốn ngỏ lời chị để bên công ty Việt News tổ chức, để em muốn phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thì là chị Dung đồng ý và cũng là hỗ trợ, và sau này cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long thì chị Dung sẽ hỗ trợ bên bảo trợ truyền thông cho Minh và
và đơn vị nắm bản quyền và hướng dẫn mình để cách thực hiện và tổ chức cho đặc biệt và khác biệt để đồng bằng sông Cửu Long mình phát triển nhiều hơn. Vậy thì để tiếp lời của anh Ngô Anh Minh, tức là đã sau 8 năm thì chắc chắn là giới mộ điệu người ta sẽ rất là quan tâm rằng cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 thì sẽ có điểm gì mới hơn so với cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long cách đây 8 năm? Điểm mới hơn là như là sẽ là tuyển sinh, là sẽ tuyển sinh toàn quốc. Thì sau một phần nữa là bên mình sẽ cách tin từng các tỉnh thành, 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, thì có thể là kết hợp với các trường cao đẳng đại học các tỉnh thành, thì bên công ty và bên ban giám khảo, ban tổ chức sẽ đến trường học đó cách tin luôn, thì sẽ là tiếp cận và nói chung là sẽ tiếp cận gần hơn thí sinh nhiều hơn. Và mình trong quá trình mình cũng tiết lộ là mình chỉ tổ chức các vòng sơ khảo và đêm trình diễn thời trang và vòng chung kết, thì không có bán kết, thì không có bán kết sẽ rút gọn được cái thời gian cho các bạn tập trung quảng bá du lịch nhiều hơn để quay những phóng sự. Thì mình bên ekip bàn để cho các bạn thí sinh sẽ đi từng tỉnh để quảng bá những cái điểm du lịch hoặc là văn hóa con người của tỉnh đó để quảng bá mọi người nhiều hơn. Xin được cảm ơn anh Minh, và hy vọng rằng với cái nhiệt huyết và cái lòng yêu nghề của giám đốc công ty truyền thông giải trí Vietnew, anh Ngô Anh Minh, thì cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 sẽ thu hút được nhiều thí sinh tham gia hơn nữa và sẽ trở thành một sân chơi thường niên được các bạn gái của chúng ta quan tâm và tham dự. Nam em thân mến, thì bạn có thể chia sẻ cho Bích Ngọc cũng như quý khán giả được biết là sau cái danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long mà nay là Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long, thì nó đã mang đến cho nam em những cái thuận lợi gì trong sự nghiệp của bạn? Điều đầu tiên nói về thuận lợi thì chúng ta lời được cái dung miệng. Nói để mọi người thấy là có cái giá trị, nó là giá trị và hiện tại nam em vẫn giữ. Thì hôm bữa là có nói với dì Dung là để dành để đấu giá. Thì nên em rất mong rằng là sẽ có một buổi đấu giá để chúng ta có một cái quỹ gì đó giúp đỡ những cái trẻ em nghèo mà có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó thì nên em cũng muốn là gửi lại cái vương miện đó ở một cái nơi nào đó thật là trang trọng, có thể là bảo tàng hoặc cái nơi nào đó có thể là tất cả các bạn đều có thể tới được. Mục đích năm em làm như vậy không phải là mình chê hay là mình không muốn giữ cái kỷ vật đó, mà mình muốn là tất cả các bạn ai có những cái nỗi buồn hoặc là có những cái gì mà gọi là bị tuột mốt hoặc là cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này á, thì năm em rất muốn các bạn tới đó nhìn vào cái kỷ vật đó của năm em để các bạn thấy được là thành công của ai đều không có dễ dàng. Năm em muốn truyền động lực để tất cả các bạn nhìn qua được những cái chuỗi ngày thăng trầm của mình, để các bạn vượt lên, bởi vì chúng ta ai cũng có quyền được sống cho chính mình. Có một câu nói rất là hay là chúng ta không được quyền chọn cái gia đình chúng ta sinh ra, nhưng mà chúng ta có quyền được chọn cái gia đình mà chúng ta mong muốn. Và tất cả các bạn đều xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, có một tương lai tươi sáng và có nhiều người tôn trọng mình. Thì như nam em từng nói là hãy sống thật với bản thân mình, be yourself. Có thể là thời điểm này mọi người khoảng mấy năm về trước thì mọi người không có nghĩ rằng là nam em sống thật như vậy sẽ rất là thiệt. Nhưng bây giờ nam em sống thật như vậy minh chứng cho một điều là rất là nhiều khán giả đang ngồi ở đây, mọi người là fan hâm mộ của nam em. Vì sao? Vì chúng ta có con đường riêng của chúng ta, chỉ cần đừng bao giờ bỏ cuộc và đừng bao giờ nghĩ rằng là những cái gọi là unique tiếng Việt là gì ta quên, những cái cá tính của mình không dám thể hiện á, thì mình sẽ phải bỏ nó, cất vào cái tủ và đem giấu chìa khóa. Nhưng không phải, có thể là những cái cá tính của mình nó chưa thực sự phù hợp ở cái giai đoạn này, nhưng mà giai đoạn về sau thì sẽ phù hợp. Giống như mọi người thấy Gen Z bây giờ, mọi người thấy không? Tất cả các bé đều rất là tự do để thể hiện cá tính của mình.
Cho nên là cuộc sống này hãy là chính mình và theo đuổi con đường mình đang theo đuổi. Và đừng có kỳ vọng cái gì nhiều quá, giống như Nam Em đăng quang xong. Cũng không có kỳ vọng là mình sẽ đi vào showbiz. Rồi tới 8 năm sau, mình vẫn là một cái tên rất hot khi nhắc tới. Thì đó, mình không có đặt mục tiêu là làm một cái gì đó vì mục đích này, vì mục đích kia. Chỉ đơn giản là mình làm đúng cái thứ mình đam mê. Thì vũ trụ sẽ dắt các bạn đi đúng hướng thôi. Các bạn theo đuổi con đường tiền bạc thì một là có, hai là không. Đó. Còn các bạn theo đuổi con đường nghệ thuật thì một là có, hai là không. Quan trọng là các bạn chọn thôi. Con đường là của các bạn mà. Rồi, cảm ơn nha. Thật ra thì nói vậy, nói nãy giờ khó hiểu vậy thôi, đúc kết cái câu cuối cùng là mình muốn mình sẽ tìm cách, còn mình không muốn mình sẽ tìm lý do. Vậy thôi. Mình muốn thì mình sẽ tìm cách. Vậy cho phép Bích Ngọc được hỏi Nam Em là để mà đến với cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta, những thí sinh mà đang có ý định tham gia cuộc thi, chúng ta sẽ tìm cách như thế nào, bằng cách là chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì và mang đến cuộc thi những cái gì? Thì đó, nếu mà mình tới cuộc thi, mình đã tìm cách để mà bước vào cuộc thi thì mình phải tìm cách hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, về cả bề ngoài lẫn bên trong. Có thể là có nhiều bạn sẽ đẹp hơn bạn này, có nhiều bạn là sẽ không có được tự tin hơn bạn kia. Nhưng mà mình bước vào cuộc thi thì mình sẽ kiểu là mình dung hòa được. Và Nam Em thấy á, ai mà giữ được cái trọng trách lớn nhất không phải là người giỏi nhất, mà là người dung hòa được tất cả mọi thứ, cân bằng được mọi thứ, thì cái đó mới là một cái người có thể đảm nhận được vai trò lớn để làm được nhiều việc. Vì bây giờ thì chúng ta không nói là chúng ta đang sống trong giai đoạn nữ quyền, nhưng mà chúng ta đang giành lại nữ quyền để chúng ta nhìn nhận được là phụ nữ chúng ta có thể làm được tất cả các công việc mà phái mạnh làm. Và phụ nữ chúng ta bản chất là phái mạnh chứ không phải là phái yếu. Cho nên là hãy cứ làm những cái gì mà mình tự tin. Cuối cùng thì chúc các bạn may mắn. Và cũng với cương vị là một trưởng ban tổ chức của cuộc thi thì anh Ngô Anh Minh, cũng giống như Nam Em, anh có thể chia sẻ một vài thông tin cũng giống như là các bạn thí sinh cần chuẩn bị gì để mang đến cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm nay không? Thì Minh cũng chia sẻ là các bạn trang bị những hành trang là có thể là kỹ năng các word nè, trau dồi tiếng Anh hoặc là trau dồi những kỹ năng giao tiếp của mình. Như mình thi thì mình sẽ trao đổi với thí sinh nhiều hơn, hay là bạn bè mình hòa nhã, hòa đồng với mọi người. Thì ngoài những kỹ năng đó thì các bạn có thể bên công ty sẽ hỗ trợ những kỹ năng mềm như là tiếng Anh, hướng dẫn các bạn các khóa đào tạo tiếng Anh cho các bạn. Thì sau khi các bạn mà đăng quang Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, có thể các bạn thi cuộc thi lớn hơn như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Việt Nam, hoặc là có thể là Minh với chị Dung thấy bạn đó đủ tiềm lực đó, thì bên Minh và chị Dung sẽ đưa thi thi quốc tế. Thì phải, nếu mà thi quốc tế thì khả năng là bạn đó phải đạt như thế nào thì bên công ty Việt New và bên Sen Vàng mới sẽ định hướng với bạn đó. Cảm ơn. Hy vọng là với những cái chia sẻ của Nam Em và anh Ngô Anh Minh thì các bạn thí sinh, các bạn gái đang có ý định tham dự cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và mang đến sự tự tin tốt nhất đến với cuộc thi năm nay. Và ngay trong khán phòng ngày hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi cũng rất mong nhận được những câu hỏi từ phía quý khán giả xoay quanh về cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, cũng như là xoay quanh về cuộc sống cũng giống như là sự nghiệp của Nam Em trong thời gian sắp tới. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chuẩn bị những câu hỏi để tham gia giao lưu trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và trước khi đến với những câu hỏi của quý khán giả thì anh Minh có thể chia sẻ cho Bích Ngọc cũng như là quý khán giả đang theo dõi được biết rằng lịch trình của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra như thế nào không ạ? Lịch trình cuộc thi thì dự kiến sẽ sơ khảo vào tháng 3, vào đầu tháng 3.
sơ khảo các tỉnh thành, thì trong vòng tháng 3 thì bên ban tổ chức và ban giám khảo sẽ đi hết các tỉnh thành sẽ sơ khảo, thì chủ yếu tập trung là sơ khảo các trường cao đẳng và đại học. Còn đêm chung kết là bên mình đang dự kiến vào cuối tháng 5. Thì lịch trình các bạn thì cũng hơi dày đặc, thì các bạn, các thí sinh mạnh dạn đăng ký, và có thể là bên ban tổ chức và ekip công ty sẽ hỗ trợ các bạn đầy đủ về mọi mặt cho các bạn. Mình cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Và không biết là có vị khán giả nào ở dưới đây muốn đặt câu hỏi cho anh Ngô Anh Minh cũng như là Nam Em không ạ? Xin được mời những cánh tay từ phía quý vị ạ. Xin mời chị ạ. Mạnh dạn lắm, mạnh mẽ lắm. Chị là Dư Hồng Cúc ở tại Cần Thơ. Mà chị muốn hỏi bé Nam ơi, giờ tới 30 tuổi, mục tiêu của con hướng tới cái gì quan trọng nhất? Giờ tới 30 tuổi, mục tiêu của Nam Em hướng tới là có một gia đình hạnh phúc, sinh được đứa con gái với đứa con trai. Xin mời một câu hỏi nữa ạ. Xin mời quý vị khán giả, những người yêu mến cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cũng như là yêu mến Nam Em chúng ta mạnh dạn gửi câu hỏi ạ. Xin mời chị. Dạ, cho em xin hỏi là nếu mà trong xuyên suốt quá trình của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 thì đương kim Hoa hậu là Nguyễn Thị Lệ Nam Em của mình có song hành cùng tất cả các thí sinh để cũng như là dìu dắt và chia sẻ các kinh nghiệm cùng các bạn hay không ạ? Các vòng thi và sơ khảo hoặc là đêm trình diễn thời trang và chung kết đều có Nam Em, tại vì Nam Em cũng nằm trong thành phần ban giám khảo nên là Nam Em sẽ xuyên suốt cuộc thi. Dạ, chị em xin hỏi là khi nào mình sẽ có kết quả thi ảnh online ạ? Kết quả thi ảnh online sẽ các bạn là sẽ trước ngày sơ khảo, bên đây sẽ công bố bạn được thí sinh mà được vòng bình chọn yêu thích nhất sẽ vô thẳng được vòng đêm trình diễn thời trang. Mình cảm ơn. Xin mời những câu hỏi từ phía tất cả quý vị ạ. Dạ em chào chị, em muốn hỏi chị là trong suốt 8 năm qua thì điều gì chị tự hào nhất và điều gì chị chưa làm được trong hành trình đương nhiệm của mình? Em xin hết, xin cảm ơn chị. Trong suốt 8 năm qua điều mà chị tự hào nhất hả? Tại vì trong suốt 8 năm qua không một năm nào mà chị không làm việc, không ngừng nghỉ á. Ngày nào chị cũng làm việc như một bộ máy á, nên là chị cũng cảm thấy không có gì chị phải hối tiếc. Cho nên là chị hy vọng rằng là Tân Hoa hậu năm nay cũng sẽ như chị, cũng sẽ có một cái trái tim yêu nghề, yêu cái trách nhiệm sứ mệnh của mình đủ lớn để làm được tất cả mọi thứ. Và chỉ có cái niềm đam mê thì thật sự các bạn mới làm được thôi. Chứ nếu mà Nam Em đến với cuộc thi vì mục đích là cho mình một cái danh hiệu xong tìm cho mình một cái cuộc sống tốt á, thì thật sự nó quá đơn giản. Nhưng cái sứ mệnh của mình 8 năm rồi, số 8 năm không hề ngắn. Bây giờ ngồi đây mà ngẫm lại thì để mà ngồi liệt kê hết được những gì Nam Em đã làm á, thì con số nó kinh khủng lắm. Rồi hy vọng rằng là Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một cái vía nào đó để đào tạo ra được một người nghệ sĩ giống như Nam Em. Và hiện tại Nam Em đã là nghệ sĩ ở trong showbiz đứng cũng khá vững rồi, thì Nam Em cũng mưu cầu rằng là mình cũng sẽ có thể truyền lửa, truyền nghề lại cho tất cả các bạn trẻ. Thì đó là lý do mà tại sao Nam Em rất là cảm thấy phấn khích khi mà cuộc thi được quay trở lại, và cảm thấy rất là nhiều năng lượng để giúp các bạn đi được trên chính đôi chân của các bạn. Đó, đó là cái điều mà Nam Em mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại.
Thì cũng nhân lúc mà Nam Em chia sẻ là ngoài là một vai trò là một người đẹp, thì Bích Ngọc tin chắc rằng rất nhiều khán giả ngồi ở đây cũng yêu mến Nam Em, không chỉ là bởi nhan sắc xinh đẹp của Nam Em mà còn vì Nam Em hát rất là hay. Vậy thì quý vị có muốn Nam Em tặng cho chúng mình một ca khúc không ạ? À? Cái này là không có nói trước, không có trong kịch bản nên em không có chuẩn bị nhạc. Thì thôi mình hát đúng với cái tinh thần của cuộc sống hiện tại. To one of you nha. Ok không? Mà không thuộc lời nữa. Thôi để lỡ có gì lướt sóng nha quý vị. Vô, lên xe. Buồn một chút thôi em ơi, để tâm trí ta sông trời. Vừa thử thách của cuộc đời, ngày mai ta sẽ thanh thơi. Nụ cười sẽ luôn trên môi, buồn phiền ấy sẽ qua thôi. Bình yên vốn luôn quanh đây, chỉ cần ta đừng buồn xuôi. Em đã gieo trong tim hạt mầm yêu thương trở lại. Em đã gieo quanh em một màu xanh tươi ngày mai. Ai nắm tay em nơi thiên đường ánh sáng ngập tràn. Ai chở che tim em những ngày hoang mang vỡ tan. Đừng lo chuyện nhỏ sẽ qua nhanh thật nhanh, mà chẳng ai đợi mãi những thứ xa vời vợi. Người đến và đi chẳng có gì là quan trọng. Yêu bản thân chết đi sẽ có một người yêu em nhiều hơn. Yêu bản thân chết đi sẽ có một người yêu em nhiều hơn. Thank you. Thêm một tràng pháo tay nữa cho Nam Em được không ạ? À? Và cũng như lời của ca khúc mà Nam Em vừa gửi đến tất cả chúng ta, buồn một chút rồi thôi. Vậy thì Nam Em ơi, trong cuộc sống thì chắc chắn là mình không thể nào tránh khỏi những cái chuyện buồn, những cái chuyện tiêu cực trong cuộc sống. Thì không biết là Nam Em đã vượt qua những cái tiêu cực đó như thế nào? Thật ra thì đã nói là tiêu cực thì mình phải đắm trong đó một chút và mình mới biết nó là tiêu cực thì mình mới ra được. Em nghĩ rằng là nó là trải nghiệm, nó là một cái chuyến tàu thanh xuân. Có thể là chúng ta hôm nay lên được cái ga thanh xuân nó khá là hay ho, khá là vui, nên chúng ta thấy là cuộc sống mà hôm nay màu hồng. Nhưng nhầm bữa đi lên chúng chiếc xe buýt đi vô mấy cái khu vực tăm tối á, thì mình cũng sẽ thấy được những cái điều tăm tối. Nhưng mà cái điều mà hay nhất mà năm em học được là sau cơn mưa trời sẽ sáng. Xin được cảm ơn Nam Em. Vậy thì một câu hỏi nữa dành cho anh Ngô Anh Minh và Nam Em. Dự định sắp tới của Nam Em cũng như là của cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long là như thế nào ạ? Xin mời ạ. Dự định Minh thì sau này Minh với Nam Em sẽ hợp tác với nhau làm nhiều sự kiện hoặc là những cái sản phẩm mới ra. Thì sẽ có một buổi ký kết giữa Việt New và bên công ty Nam Em. Một tràng pháo tay ạ. À. Yeah, là đúng với ý mọi người hay gọi là CT đó. Thì đại khái là công ty Nam Em bây giờ đang thành lập cũng được 6 năm rồi. Là Equin Entertainment đó. Thì ngày xưa thành lập thì nó cũng là một cái đứa con nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu cũng đã có talent. Là sắp tới Nam Em cũng muốn là sẽ có những cái buổi opening với mọi người để chúng ta tìm kiếm được talent. Bởi vì Nam Em hiểu rằng là có những bạn trẻ rất giỏi nhưng mà không có cơ hội để được theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên là ai mà mạnh dạn về con đường tự tin ca hát diễn xuất rồi nói chung là mình thấy mình có năng khiếu gì thì cứ mạnh dạn đến với Nam Em. Nam Em sẽ cố gắng hết mình để cho các bạn một con thuyền tốt. Vậy thôi. Rồi sắp tới Nam Em với anh Minh cũng sẽ hợp tác lại. Bởi vì có một câu rất là hay,
Nếu mà mình muốn đi nhanh á, thì đi một mình. Nhưng mà nếu muốn đi xa thì mình hãy đi cùng nhau. Đúng không mình? À, dạ vâng ạ. Và kính thưa quý vị, hy vọng rằng trong tương lai thì công ty truyền thông giải trí Việt New cũng giống như là Nam Em sẽ có những sự hợp tác và mang đến những chương trình bổ ích cho những người yêu mến Nam Em cũng như là yêu mến cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại buổi offline fan meeting Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long do công ty truyền thông giải trí Việt New tổ chức. Một lần nữa thì Bích Ngọc xin được thay mặt ban tổ chức cảm ơn các cơ quan báo đài, các vị khách quý cũng như là toàn thể quý vị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay cũng như là quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc họp báo công bố cuộc thi.